Hello, mời anh em cùng đeo tai nghe để cảm nhận cái chất âm của cục đẩy D4150 Class D anh em nhá. Em bật âm lượng rất là bé, rất là phê luôn anh em nhá. Đang đánh với hai cặp loa, hai cặp bát 30 và một quả xúc kép 50 và vẫn dư một kênh anh em nhá. Khá là phê với cái con cục đẩy này luôn. D4150 anh em nhá. Đấy. Đây một kênh chưa có xúc kem. Ok chưa? Phê. Đấy anh em nhá. Con này thì test cho anh Dương Trọng Nhân. Anh Dương Trọng Nhân anh ở Nhơn Trạch Đồng Nai. Và con này anh cọc trước cho bên em là 500 rồi. Giá của nó là 14.500.000 anh em nhá. Đấy, đây test một kênh này. Ok chưa? Đang đánh một cặp nhá, 4012 và TVK12. Đó. Đó. Nói chung là khá là bạo lực, đây đánh xúc kép anh em nhá. Đó. Nói chung cục này thì rất là khỏe, 1500W và khuyến cáo anh em là con này thì anh em nên chơi full cho nó tiếng nó đẹp anh em nhá. Đó, thì cho tiếng nó đẹp. Đó. Và anh em có thể nghe một số cái đây. Rồi ok. Nói chung là với con này tiếng nó rất là đẹp, rất tiếng rất là hay anh em nhé. À, tiếng cực kỳ hay luôn đấy. À. À, tiếng rất là đẹp luôn anh em nhé. Anh em đeo tai nghe sẽ trải nghiệm được tất cả cái chất âm của nó. Em đang sử dụng cắt súp trên con LX8 anh em nhá. Có siêu vang số giá bình dân 3.3 triệu thôi. Đó, sử dụng hai cặp loa, một cặp 4012, một cặp TVK12 anh em nhá. Đó. Với công suất của con này thì chơi được những gì? Thì với công suất của con này thì mỗi một kênh này anh em đánh được một quả 725 anh em nhé. Tức là 40 đôi. Đấy 40 đôi. Thì có những 40 đôi như 725 chẳng hạn anh em nhé. Hoặc là mỗi một kênh này anh em chơi một quả xúc kép quay 100 anh em nhé. Đây xúc kép quay 100. Đấy thì có thể chơi tốt luôn. Hoặc là anh em chơi xúc đơn quay 125 đều ok anh em nhé. Thì với con này công suất của nó là 1500W trên một kênh ở 8 ohm anh em nhé. Tầm 2400W ở chế độ 4 ohm. Đấy, thì công suất nó khỏe hơn con MA1300 này, MA1300 Class H. Thì con này nặng tầm gần 50 cân cơ. Nhá, gần 50 cân. Thì con MA1300 giá chỉ có 10 triệu rưỡi thôi. Nhưng con D4150 giá 14 triệu rưỡi anh em nhá. Mỏng nhẹ, sử dụng mạch Class D, bật lên này. Đó, khởi động. Ok chưa? Rất mượt anh em nhá, nói chung là một dòng cao cấp. Đó. Đó, nghe tiếng rất là êm luôn. Khẳng định với anh em, con này tiếng nghe tiếng kể cả tiếng bát, tiếng chép nó rất là êm tiếng anh em nhé, rất là sạch sẽ, đấy, rất là đẹp luôn anh em nhé. Đây cho anh em xem, tất cả là nguyên đai, nguyên kiện, nguyên ốc. Đấy, con này thì em không bung nắp vì test nhanh và gửi cho bác thôi. Đấy, đây là thùng của nó đây. Đấy, D4150 thùng rất là chắc chắn anh em nhé, và em sẽ gia cố thêm vào nữa để cho chắc chắn hơn. Class D Power Professional Power âm ly. Con này có sử dụng mạch PFC em nhé. PFC là sử dụng mạch tiết kiệm điện ấy. Em nói nhanh gọn nó là mạch tiết kiệm điện, còn đâu giải thích ra thì nó rất là dài dòng. Tiết kiệm điện có nghĩa là ăn ít điện nhưng mà ra công suất khỏe. Đấy. D4150 anh em nhé. Và giá của nó là 14.500.000 đồng. Hôm nay test cho anh Dương Trọng Nhân. Đấy, anh này thì cũng
tham khảo rất là nhiều rồi, và cuối cùng anh quyết định đưa ra cái dùng cái con này. Con này thì nó nhẹ, nó chỉ tầm 10 cân thôi, nhưng mà nó rất là khỏe anh em nhé. 1.500W trên một kênh ở chế độ 8 ôm, 2.400W ở chế độ 4 ôm. Đấy, đấy thì anh em có thể tham khảo. Thì 4 ôm thì ví dụ như anh em đánh quả súp kép mới đang đánh ở 4 ôm rồi, đúng không ạ? Đấy, 4 ôm rồi. Đấy, thì mỗi một kênh này chơi một quả 725 hoặc một quả súp kép coin 100 anh em nhé. Anh em lưu ý chơi coin 100 thôi nhé. Đấy, hoặc coin 76 đều là vô tư. Đấy, chứ coin 125 coin lớn là không chơi được, vì nó là 1.500W thôi. Đấy, thì anh em có thể tham khảo anh em nhé. Hoặc là rẻ hơn anh em có thể tùy chọn đây con 13.300, giá của nó là 10.500 anh em nhé, chưa gồm phí ship. Thì mọi thông tin chi tiết mua hàng anh em liên hệ trực tiếp cho bên em qua hai số điện thoại ở bên dưới góc màn hình anh em nhé. Thì hôm nay em test gửi cho anh. Đấy, rất là đẹp, anh em nhìn rất là đẹp. Mới con luôn anh em nhé. Vừa bóc hộp ra xong, tất cả còn nguyên đai nguyên kiện hết. Đấy. Rồi ok, em xin dừng cái video ở đây thôi. Anh em có nhu cầu liên hệ trực tiếp. Anh em xem video thấy hay nhớ đăng ký kênh, ấn chuông giúp em anh em nhé. Rồi chào tất cả anh em ạ. Chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.